Xin kính chào quý thầy cô, quý anh chị và các bạn đồng nghiệp. Thì tôi là bác sĩ Nguyễn Hữu Hoàng đến từ phòng khám Phổi Việt. Thì hôm nay rất là vinh dự được đứng ở đây để trao đổi với quý anh chị và các thầy cô về cái vấn đề cập nhật về thuốc cai nghiện thuốc lá. Như chúng ta đã biết thì thuốc cai nghiện thuốc lá là một cái phần mà trong cái quá trình cai nghiện thuốc lá chúng ta sẽ thấy. Các anh chị đã thấy được rằng là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên những cái người mà hút thuốc lá đó, nó là một cái bệnh rất là nguy hiểm qua các cái bài báo cáo. Đồng thời rằng qua các cái bài báo cáo trước các anh chị cũng thấy được rằng là việc cai nghiện thuốc lá nó khó khăn, nó không có đơn giản rằng là làm được. Và thường các thầy cô, các anh chị sẽ thấy rằng là việc cai nghiện thuốc lá nó là một công việc nó không có khả thi. Người ta thấy rằng là nó giống như kiểu là hành động bắt cóc bỏ dĩa và làm cho mọi người rất là nạn khi mà làm công tác cai nghiện thuốc lá. Chính vì vậy cho nên rằng là trong quá trình thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng đã tiến hành cai nghiện thuốc lá rất là nhiều. Từ những năm 2010 cho đến nay chúng tôi đã làm thì đây cũng chính là những cái mà chúng tôi cập nhật lại cái quá trình chúng tôi làm việc. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây, ở trên hình bên cạnh đó chúng ta thấy được rằng hút thuốc lá và thuốc nó giống như là một cái, nó có cái ổ khóa nó gắn kết hai cái đó lại với nhau. Có nghĩa rằng là gì? Những cái người hút thuốc lá thì họ sẽ phải dùng thuốc để điều trị bệnh. Thì sau đó họ cũng thấy phải dùng thuốc để cai nghiện thuốc lá nữa. Cho nên rằng là cả một cái quá trình mà những người hút thuốc lá đó sẽ phải lặp đi lặp lại là hút thuốc lá xong rồi điều trị bệnh. Và cứ như vậy. Chính vì vậy cho nên rằng là cái việc mà cai nghiện thuốc lá thành công nó sẽ giúp cho họ thoát ra khỏi được chính thuốc lá đầu tiên. Nhưng đồng thời tất cả các cái bệnh khác mà liên quan đến thuốc lá nó sẽ được giải quyết. Đó là cái điều mà chúng tôi rất là mong muốn các thầy cô, các anh chị có thể tiếp tục cái việc đó. Tức là có thể hỗ trợ cho bệnh nhân bỏ được thuốc lá càng sớm càng tốt. Chúng ta biết rằng người ta sẽ bỏ thuốc lá, nhưng vấn đề là chúng ta muốn họ bỏ vào thời điểm nào. Nếu chúng ta cố gắng hết sức thì người ta sẽ bỏ thuốc lá sớm. Còn nếu như chúng ta cứ để cho họ tự nhiên họ bỏ thì trước sau gì họ cũng bỏ. Nhưng mà lúc đó nó trễ quá, đó là điều không mong muốn. Thì cái nội dung của tôi gồm có các phần sau đây. Chúng ta sẽ đi qua một chút xíu về cái nghiện thuốc lá. Thì hồi xưa mọi người nghiện thuốc lá, cứ nói nghiện thuốc lá là một cái thói quen thôi. Nó không phải là một cái bệnh nữa. Nhưng bây giờ người ta đã xác nhận nó. Nghiện thuốc lá là một cái trạng thái tâm thần thể chất xuất hiện khi tương tác giữa cái cơ thể với nicotine trong thuốc lá. Và nó đã được quy định đó là một bệnh, chứ không còn là một cái hành vi và một thói quen nữa. Cho nên khi chúng ta thay đổi cái thái độ với nó thì chúng ta sẽ thay đổi cái cách để đối diện với nó. Và chúng ta hỗ trợ người bệnh theo cái cách mà chúng ta đang muốn giúp đỡ cho bệnh nhân thoát khỏi được thuốc lá. Thì cai nghiện thuốc lá là sự từ bỏ hoàn toàn thuốc lá nha anh chị. Còn nếu như giảm hút thuốc lá thì không phải là cai nghiện thuốc lá. Cho nên là phải chấm dứt hoàn toàn thuốc lá thì đó mới được gọi là cai nghiện thuốc lá. Để cai nghiện thuốc lá thành công á, thì nó cần phải có ba cái yếu tố. Ba cái thành tố này rất quan trọng. Đầu tiên là cái người hút thuốc lá phải có kiến thức. Kiến thức ở đây nó gồm có nhiều thứ. Nó gồm có kiến thức về vấn đề tác hại thuốc lá, kiến thức về lợi ích của cái thuốc lá, kiến thức về tác hại khi cai thuốc lá. Tức là họ sẽ phải được trang bị tất cả những kiến thức đó. Và ngay cả chúng ta cũng sẽ phải cần có kiến thức nữa thì chúng ta mới tư vấn cho họ được. Tiếp theo đó là chúng ta phải có cái quyết tâm. Cái quyết tâm và cái sự hỗ trợ là cuối cùng. Như vậy thì quyết tâm trong ba cái thành tố này thì quyết tâm là cái quan trọng nhất. Nếu như một người muốn làm phải có quyết tâm. Còn nếu như họ không quyết tâm thì chúng ta không có cưỡng ép họ bỏ thuốc lá được. Thuốc lá là một cái chủ động của cái người đó. Cho nên nếu như mà chúng ta bắt họ bỏ thì thường là nó sẽ không thành công. Và cuối cùng rằng á, cái người hút thuốc lá phải muốn bỏ thuốc lá thì chúng ta sẽ là người hỗ trợ cho họ. Như vậy cái phần hỗ trợ này nó gồm có, trong cái hỗ trợ á, thì nó có nhiều cái nguồn khác nhau, nhưng thuốc cai nghiện thuốc lá chính là một phần để hỗ trợ họ cai nghiện thuốc lá. Đó, thì nó nằm trong cái thành tố là hỗ trợ. Chúng ta biết được cái cơ chế, chúng ta đi qua một chút xíu về cơ chế lệ thuộc của thuốc lá. Thì trong cái lệ thuộc thuốc lá đó, người ta thấy rằng gì, các cái thụ thể nicotine nó tham gia đó, nó gồm có cái thụ thể alpha 4 beta 2 hiện diện ở trong các cái neuron ở vùng nóc bụng. Các neuron này chiếu đến cái vùng nhân tửa vách, có nghĩa rằng là nó tác động đến hệ thần kinh trung ương của chúng ta, cho nên nó giống như kiểu là nghiện heroin và tất cả các loại nghiện khác. Thì hồi sáng nay nếu các anh chị có tham gia các cái bài về thuốc lá thì thấy rằng gì, cai thuốc lá nó khó hơn cả cai heroin nữa. Đó, và cái tỷ lệ thành công của cai thuốc lá nó không cao. Chính vì vậy cho nên rằng là nếu chúng ta không làm thì nó sẽ càng thấp hơn nữa. Chính vì vậy cho nên chúng ta cần phải hỗ trợ bệnh nhân nhiều hơn nữa. Thì chúng ta thấy được cái cơ chế lệ thuộc thuốc lá ha. Các anh chị có thể thấy ở đây. Thì đối với nicotine, nó khi mà có nicotine vào thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ gắn vào cả cái tế bào thần kinh và nó sẽ phóng thích ra các cái hóa chất trung gian ở đây. Các anh chị có thể nhìn thấy được. Thì các hóa chất trung gian này nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái trạng thái trong cơ thể của người ta. Vui vẻ, chán ăn cũng có này, tỉnh táo này, rồi tăng nhận thức này, tăng cường trí nhớ này, tâm trạng được cải thiện này, giảm lo lắng, giảm căng thẳng. Đó, thì tất cả những hóa chất trung gian này, những cái điều này
nó sẽ làm cho người ta nhớ mãi. Ví dụ khi mà họ đang có một cái chuyện gì đó căng thẳng quá, họ hút thuốc lá vô, họ giải quyết được chuyện đó, là đó là cái lợi ích của thuốc lá nó mang lại. Khi mà họ đang buồn ngủ quá, họ hút vô họ tỉnh táo, thì họ sau đó họ sẽ nhớ đến cái tác dụng đó. Nhưng mà họ khi mà họ buồn quá, họ hút vô họ hưng phấn lên, họ làm cho họ có cái năng lượng để họ làm việc, thì đó là những cái đó là những cái nó tác động đến hệ thần kinh trung ương, và về lâu về dài thì nó lưu giữ mãi về những cái cảm xúc đó và làm cho người ta lệ thuộc vào nó. Và khi mà thiếu cái nicotine thì những cái chuyện mà nó xảy ra nó rất là nặng nề, cho nên người ta rất sợ hãi khi mà thiếu nó. Chính vì vậy cho nên một cái người mà hút thuốc lá đó, họ rất khó để họ dừng được cái thuốc lá 2 ngày, tại vì nếu như họ ngưng 2 ngày là họ sẽ không chịu nổi. Chính vì vậy cho nên nếu như để cho họ ngưng được 2 ngày như vậy, chúng ta phải có sự hỗ trợ cho họ đó. Cho nên là trước đây á, các anh chị thấy những cái hình ảnh mà người ta cai heroin, họ phải xiềng xích lại, gông xiềng lại. Dĩ nhiên rằng là khi mà chúng ta qua được cái cơn đó rồi thì nó vẫn giảm đi, nhưng mà nếu như mà chúng ta bắt họ chịu đựng như vậy rất là khó chịu, và cái điều đó làm cho họ sợ hãi cái chuyện cai thuốc lá. Các cái vị trí tác động của thuốc cai nghiện thuốc lá thì nó nằm ở chỗ nào? Chúng ta có thể nhìn ở trên này, ở cái thụ thể nicotine á, nicotine sẽ gắn vào thụ thể nicotine theo cái trục này và nó tác động đến hệ thần kinh trung ương. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là trong này hiện tại bây giờ có các cái thuốc, các cái thành phần mà nó có thể tác động được đến cái thụ thể nicotine là gồm gì? Thứ nhất, nicotine thay thế là nó gắn vào cái thụ thể nicotine này. Bên cạnh đó chúng ta có cái varenicline là nó cũng gắn vào thụ thể nicotine luôn. Chứ nữa tôi sẽ nói rõ hơn về các cái thành phần này. Bupropion thì nó gắn vào cái thụ thể nicotine và cái thụ thể gắn vào cái dopamine luôn. Điều trị về nhận thức hành vi là chúng ta tư vấn đó, là chúng ta tác động đến hệ thần kinh trung ương của họ, tức là thay đổi về nhận thức và hành vi của họ. Đó là tác động đến hệ thần kinh trung ương. Và hiện tại bây giờ đang có nhiều cái nghiên cứu về vấn đề vaccine nicotine để cai nghiện thuốc lá. Nhưng mà những cái này thì tôi cũng sẽ nói sau ở cái phần đằng sau. Như vậy thì cơ chế và tác dụng của thuốc cai nghiện thuốc lá là làm gì? Thuốc cai nghiện thuốc lá nó sẽ có 3 cái cơ chế. Thứ nhất đó, là nó giảm nhẹ đến đi đến cái loại bỏ cái củng cố âm của cái việc mà hành vi hút thuốc lá. Có nghĩa rằng là nếu như người ta không hút thuốc lá đó thì nó sẽ có một cái trạng thái khó chịu, bứt rứt, kích thích, vật vã. Như vậy thì thuốc cai nghiện thuốc lá nó sẽ loại được cái chuyện này. Nó giảm nhẹ đi đến loại bỏ củng cố dương cho cái hành vi hút thuốc lá. Củng cố dương là những cái hành vi mà những cái mà nó làm cho người ta kích thích hưng phấn đó, thì cái thuốc cai nghiện thuốc lá nó sẽ cắt được cái chuyện đó luôn. Như vậy là nó đã giải quyết được 2 cái vấn đề là củng cố dương và củng cố âm ở trong cai thuốc lá. Nhưng mà nhớ một điều rằng gì, nó không thể nào thay được tư vấn. Cai nghiện thuốc lá phải có sự phối hợp nhiều thành phần, chứ không phải rằng là chúng ta cứ giống như kiểu bệnh đó, chúng ta cứ cho thuốc họ vô để họ ổn định bệnh, không phải như vậy. Cai nghiện thuốc lá nó sẽ phải cần phải có sự tư vấn. Luôn luôn nhớ là cai nghiện thuốc lá phải có tư vấn đi song hành với lại thuốc nếu như cần. Thuốc là được bổ sung vào sau, chứ không phải rằng thuốc là ngay từ đầu tất cả mọi người đều cho. Chúng ta sẽ phải phân biệt chuyện đó. Ở đây thì tôi sẽ nói qua một số cái thuốc cai nghiện thuốc lá. Thì đầu tiên á, thuốc cai nghiện thuốc lá mà được chấp nhận trên thị trường hiện nay, được WHO chấp nhận á, thì gồm có nicotine thay thế, bupropion và varenicline. Đây là 3 cái thuốc chính mà chúng ta đang sử dụng để cai nghiện thuốc lá. Ngoài ra thì nó có những chọn lựa khác như là nortriptyline, cetirizine. Thì tôi sẽ nói kỹ về những cái này về những phần slide sau. Các cái thuốc khác mà nó chưa có hiệu quả rõ ràng, ví dụ như clonidine, SSRI, bên cạnh đó nó có cả cái nicotine vaccine, L-citin, thảo dược. Đấy là những cái mà những cái hiệu quả, cái cơ chế nó chưa rõ ràng hoàn toàn. Không khuyến cáo thuốc lá điện tử. Các anh chỉ nhớ rằng hồi xưa thuốc lá điện tử nó được nghĩ ra để dùng để cai thuốc lá, nhưng mà đến thời điểm này thì người ta lược loại cái thuốc lá điện tử ra khỏi vấn đề về cai thuốc lá, là không được khuyến cáo dùng thuốc lá điện tử để cai nghiện nữa. Mà bây giờ sẽ có những người chúng tôi phải đi cai nghiện thuốc lá điện tử cho họ. Tức là có những bạn trẻ chúng tôi đang phải là cai nghiện thuốc lá điện tử cho họ luôn. Thì chúng ta thi qua một số các cái thành phần các cái thuốc này. Chúng ta xem qua chút xíu về nicotine. Nicotine là cái thuốc, nicotine thay thế là một cái thuốc mà để chúng ta có thể sử dụng đầu tiên, và nó sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới hiện tại. Thì khi một người hút thuốc lá, chúng ta sẽ thấy rằng là họ hút vô một hơi khoảng 7 giây sau là nicotine nó sẽ vào, nó sẽ gắn vào trong cái não, trong các cái tế bào thần kinh á, sẽ tạo ra một cái cảm giác hưng phấn, sảng khoái. Đây là cái củng cố dương làm cho người ta thích thú, tỉnh táo, đê mê với nó thôi. Và đến sau một khoảng thời gian ngắn thì bắt đầu nó giảm xuống. Nó giảm xuống nếu như nó nằm trong cái ngưỡng mà ngưỡng khó chịu này, với lại cái ngưỡng sảng khoái này, thì người ta vẫn chưa có thèm thuốc lá. Nhưng nếu như nó rớt xuống giữa cái ngưỡng khó chịu này thì người ta sẽ thèm thuốc lá. Và lúc đó họ sẽ phải đi tìm thuốc lá để hút. Nếu như không hút thì những cái triệu chứng khó chịu nó sẽ xuất hiện và làm cho người ta không chịu nổi. Đó. Thì như vậy là cuối cùng là họ sẽ bị lệ thuộc vào thuốc lá thôi. Viên nhai nó sẽ làm cái gì? Viên nhai nicotine á, nó sẽ cung cấp một cái nồng độ nicotine ở trong cái khoảng cách giữa cái củng cố dương và củng cố âm.
nó có một cái đỉnh như thế này, nhưng mà nó không bao giờ nó vượt quá cái đỉnh sảng khoái. Cho nên khi nhai với nhai vô, người ta sẽ không nghiện nó, tại vì người ta sẽ không nhớ đến cái cảm giác đó được. Nghiện hay không là nó nằm vào cái chỗ này, có nghĩa rằng nơi cái chỗ mà cái đỉnh qua cái củng cổ dương đó, nó kích thích lên cái não người ta, làm cho người ta nhớ mãi về những cái cảm xúc đó, cho nên là người ta sẽ nghiện nó. Nhưng nếu như nó nằm ở trong cái khoảng này thì người ta sẽ không nghiện nó. Cho nên có một số người sẽ hỏi rằng là tôi nhai và tôi dùng cả cái thuốc này, nó có bị nghiện hay không? Thì này, nó không nghiện. Khi mà người ta đã đủ được cái khả năng để thoát ra khỏi thuốc lá, chúng ta có thể rút cái thuốc này ra mà không vấn đề gì cả. Rồi, cái miếng dán thì như thế nào? Miếng dán thì nồng độ nó phóng thích khoai da, nó nồng độ nó sẽ ổn định hơn, kéo dài hơn. Riêng viên nhai thì nó sẽ ngắn hơn, cho nên là có thể nhiều lần trong ngày người ta sẽ phải nhai viên nhai. Nhưng mà miếng dán thường người ta chỉ dán một ngày một lần thôi. Nếu như nó vẫn dính trên da thì nó sẽ thấm và phóng thích trong quá trình nguyên cả ngày của họ luôn, tùy vào thời gian của từng loại miếng dán. Thì người ta thấy rằng gì, hiệu quả của nicotine như thế nào? So sánh với lại là giả dược á, thì đối với miếng dán nó tăng lên 1,6 lần về cái khả năng của nó hiệu quả đó. Đối với viên singum á, thì nó tăng lên 1,49 lần. Đối với lại cái viên ngậm, nó có một dạng viên ngậm, singum là khác viên ngậm ha. Viên ngậm là nó giống như kiểu là các viên ngậm khác thôi, nó sẽ tăng lên 1,52 lần. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm những cái dạng khác như là dạng hít bằng miệng ha. Rồi dạng khác nữa là dạng xịt vào mũi hoặc là xịt vào họng. Đó, thì những cái này á, ở Việt Nam chúng ta thì hiện tại bây giờ có cái dạng dán và dạng nhai. À, thì đó chúng ta thấy rằng là hiệu quả nó có rõ ràng. Và nếu như chúng ta phối hợp cả cái thuốc này lại với nhau, tức là phối hợp hai hoặc là ba cái loại này với nhau, thì hiệu quả sẽ tăng lên. Đó, thì trong những trường hợp cần thiết chúng ta sẽ cần phải tăng cái điều của người ta lên. Thì các cái chế phẩm của nicotine hiện tại chúng ta đang có thì nó có hai cái hình dạng của cái nicotine miếng dán đó. Thì đó là một cái dạng là miếng tròn hay là miếng vuông. Thì thường miếng vuông có thể cắt làm đôi được, nhưng miếng tròn thì sẽ không cắt làm đôi được. À, ở đây chúng ta thấy được rằng là gì? Sắp tới chúng ta sẽ có cái sản phẩm Nicorette của Johnson & Johnson đó. Họ sẽ về Việt Nam với các cái sản phẩm Nicorette này. Thì nó có ba cái hàm lượng khác nhau, gồm có 25mg, 15mg và 10mg. Nó có những step, tức là khởi đầu, hoặc là nếu như bệnh nhân cần cái nhu cầu nicotine cao, thì người ta sẽ cho cái lượng nicotine cao hơn, cái miếng lớn hơn, miếng có hàm lượng lớn hơn. Ở các cái loại miếng dán khác hiện tại trên thị trường, nó không có đường chính thống mà nó có sách tay về Việt Nam cũng có đầy đủ hết, chúng ta có thể tham khảo. Viên nhai và các cái viên ngậm cũng như thuốc hít xịt thì chúng ta sẽ có, sắp tới chúng ta cũng sẽ có những cái dạng sản phẩm này. Ví dụ như của Nicorette này, chúng ta sẽ có các cái loại dạng xịt, họ cũng có thể họ sẽ đưa về Việt Nam các cái dạng xịt và dạng hít này. Viên nhai ở hiện tại chúng ta cũng có cái Habitrol loại 2mg với 4mg, ta vẫn có. Tức là những cái dòng này là chúng ta có, sẽ có đầy đủ theo đường chính thống của chúng ta. Thì hiện tại á, có một số cái sản phẩm chúng ta có thể thấy trên hình ảnh đây. Thì những dạng như là Habitrol này, Nicorette. À, đây là cái dạng mà dạng viên ngậm. Đây là cái dạng hít bằng miệng. Nó giống như cái lọ Cibicort của chúng ta vậy đó. À, đây là dạng xịt vào miệng. À, còn đây là cái dạng, có một cái dạng xịt nữa là dạng xịt vào mũi nữa. Thì chúng ta sẽ có đầy đủ. Đây là miếng dán thì nó có 3 step. Thì cái liều mà khởi đầu của miếng dán á, thì hoặc là viên nhai á, thì chúng ta sẽ thấy rằng nicotine nó khởi đầu có thể nhiều cách để chúng ta có thể xác định được nên dùng loại nào. Có thể chúng ta sẽ sử dụng bằng cái bảng câu hỏi Fagerstrom test mà ngắn gọn 2 câu thôi. Một câu á, là hỏi cái số điếu trong ngày người ta hút là bao nhiêu. Câu thứ hai là hỏi cái thời gian bắt đầu họ khởi động cái điếu đầu tiên là lúc nào. Thì nếu chúng ta biết được cái đó, chúng ta hỏi hai câu đó thì chúng ta có thể suy ra được là chúng ta người bệnh đó sẽ cần phải dùng cái loại sản phẩm nào, miếng dán hay là viên nhai, hay là phối hợp hai miếng dán, hay là phối hợp vừa nhai vừa dán. Đó là cái cách mà chúng ta có thể làm. Thời gian sử dụng như thế nào? Miếng dán á, người ta khuyến cáo là sử dụng 6 đến 8 tuần và có thể kéo dài đến 24 tuần nếu cần, và giảm liều thuốc nếu cần và chúng ta thấy được rằng là nó an toàn thì có thể giảm được. Viên nhai thì thường người ta cũng khuyên là sau 6 tuần phải duy trì được, ít nhất 6 tuần, không nên trước 6 tuần mà chúng ta giảm. Lý do tại sao như vậy? Tại vì cái hội chứng cai của thuốc lá đó nó sẽ kéo dài từ 4 đến 6 tuần. À, nó sẽ lên đỉnh điểm trong vòng 2 tuần đầu, nhưng mà sau đó nó sẽ duy trì kéo dài đến 4 đến 6 tuần. Nên người ta yêu cầu cần phải duy trì được ít nhất là 6 tuần, thì lúc đó mới an toàn cho người bệnh, nếu như các anh chị hoặc các thầy cô muốn giảm cái liều. Đó, viên ngậm cũng tương tự như vậy. Và tất cả cái này thì chúng ta cần phải duy trì ít nhất là 6 tuần. Ống hít á, người ta cũng khuyên cáo như vậy luôn và có thể kéo dài đến 12 tuần lận. À, dạng xịt á, thì duy trì ít nhất 3 tháng luôn. Họ cho phép duy trì như vậy ha. Thì duy trì đều cái liều như vậy. Chúng ta sẽ qua một chút xíu về bupropion. Bupropion nó là một cái thuốc mà cai nghiện thuốc lá hồi xưa chúng ta đã có. Hiện tại bây giờ thì nó là một cái thuốc để điều trị bên chỗ rối loạn tâm thần kinh, chứ không phải là thuốc điều trị ở bên chỗ cai nghiện thuốc lá. Nhưng mà cái tác dụng của nó trong cai thuốc lá rất là ý nghĩa. Nó cũng gắn vào các cái thụ thể dopamine này, gắn vào thụ thể noradrenaline này,
Xong đó rồi nó sẽ làm giảm hội chứng cai cho bệnh nhân. Nhưng đồng thời bên đó bupropion nó có một cái đặc điểm rất là hay ở chỗ rằng là nếu như sử dụng nó thì nó ức chế cái việc mà thèm ăn. Cho nên khi người ta dùng cái thuốc này nó sẽ không có làm cho người ta tăng cân. Cho nên nó rất là dễ chịu ở những người mà đã béo phì rồi. Tại vì khi mà ngưng thuốc lá là họ sẽ ăn rất nhiều, họ sẽ lên ký rất dữ dội. Cho nên nếu như họ lên ký thì họ lại sợ nữa. Đó. Thì cái hiệu quả của nó là gì? Tăng hiệu quả lên 1,6 lần so với giả dược. Đồng thời là nó tăng cái tỷ lệ bỏ thuốc lá ở tuần thứ 7 và sau 1 năm lần lượt nó giảm từ 44% với lại 19% so với giả dược. Tức là giả dược thì cái khả năng mà giảm cái bỏ thuốc lá được nó kém hơn so với lại là bupropion này. Nó hiệu quả một số nhóm đối tượng nhất định. Ví dụ như người Mỹ gốc Phi nó có hiệu quả hơn. Hiệu quả hơn ở nhóm mà đang có bệnh tim mạch với bệnh COPD. Tức là những cái bệnh đó người ta sử dụng cái thuốc này nó lại có hiệu quả. Nó ức chế thèm ăn như tôi đã nói ở phần trước ha. Thì an toàn thì các anh chị thấy được rằng là nó có một cái tác dụng là nó làm giảm cái ngưỡng động kinh. Cho nên những người nào mà đang điều trị thuốc động kinh thì cần phải cẩn thận, phải giảm cái liều thuốc. Hoặc cần phải trao đổi với bác sĩ về chỗ điều trị động kinh là có thể sử dụng những cái thuốc như thế này được hay không để có thể an toàn cho bệnh nhân. Và trước năm 2016 thì FDA họ đang có khuyến cáo trên cái hộp thuốc rằng là nó có tác động lên cái hệ thần kinh, lên bệnh tâm thần kinh. Nhưng mà từ năm 2016 thì nó được gỡ ra, FDA cho phép gỡ ra trên cái hộp thuốc của họ và không còn khuyến cáo chuyện đó nữa. Tại vì các nghiên cứu nó chứng minh cho thấy rằng nó không ảnh hưởng đến các cái bệnh về tâm thần kinh. Nó an toàn với lại bệnh tim mạch COPD. Và nó có một số cái tác dụng phụ khó chịu như là mất ngủ, nóng giận, khô miệng hoặc là đau đầu. Thời gian điều trị của nó thì cũng tương tự là người ta vẫn khuyến cáo là ít nhất phải được 7 đến 9 tuần và có thể kéo dài đến 6 tháng. Người ta cho phép uống kéo dài hơn chứ không phải dừng lại sớm ha. Và cái liều của nó thay đổi, tức là trong tuần đầu tiên bắt đầu uống với cái liều thấp, bắt đầu từ tuần thứ hai trở đi thì bắt đầu mới uống đủ liều là sáng 150mg và chiều 150mg. Ít nhất phải cách nhau ít nhất 8 giờ. Và giảm liều trong một số trường hợp như tôi đã nói, vấn đề về bệnh nhân có động kinh hoặc đang sử dụng viên hạ đường huyết, bệnh nhân có tình trạng mà đang chán ăn thì cần phải cẩn thận. Tại vì nếu như họ đang chán ăn mà chúng ta cho cái này vô nữa, nó sẽ không ăn nữa thì nó sẽ càng nguy hiểm cho bệnh nhân. Rồi. Chúng ta sẽ qua một cái thuốc thứ ba, đó là varenicline. Đây là một cái thuốc mà trước đây chúng ta đã gặp rồi. Họ đã đưa về, Pfizer đã đưa về nhưng cuối cùng không có ai dùng đến nó. Tại vì hiệu quả nó có nhưng mà người ta không có dùng nhiều. Cho nên cuối cùng hiện tại bây giờ nó cũng không có tại Việt Nam. Nhưng mà trên thế giới người ta đang sử dụng nó để điều trị. Thì varenicline nó có một cái tác dụng rất là hiệu quả trong cai nghiện thuốc lá. Chúng ta sẽ thấy với một cái người hút thuốc lá đó, chúng ta sẽ thấy được rằng là khi mà hút thuốc lá đó, nicotine nó gắn vào thủ thể và nó phóng thích ra hóa chất trung gian rất nhiều và nó tạo ra cái cảm giác cho bệnh nhân dễ chịu đó. Khi mà không hút á, thì các cái hóa chất trung gian nó tụt xuống cho nên nó sẽ bị một cái trạng thái khó chịu đó. Nhưng mà cái varenicline nó có một cái tác dụng rất là hay chỗ gì? Khi uống nó vô thì nó sẽ gắn vào cái thủ thể nicotine và nó sẽ giúp cho duy trì một cái nồng độ các cái hóa chất trung gian ở mức ổn định, tức là không vọt lên cao mà nó cũng không tụt xuống thấp. Đó là cái đầu tiên. Thứ hai nữa đó là khi mà nó đã gắn vào cái thủ thể nicotine này rồi thì nó sẽ phá hư cái thủ thể này luôn và nó làm cho cái nicotine thay thế nicotine mà hít vào á, nó không thể gắn vào cái thủ thể này nữa. Cho nên là cái hiệu quả của nó sẽ giúp cho cái người đó là những cái tế bào thần kinh này nó sẽ mất đi các cái thủ thể nicotine. Và sau đó nếu lỡ người ta đang uống thuốc, đang mà người ta hút thuốc vô, hút thuốc lá vô á, nó không có tạo ra những cái hưng phấn, kích thích nữa. Nhưng mà hai cái loại thuốc kia thì nó vẫn có cái tác dụng đó. Có nghĩa rằng nếu như các anh chỉ cho uống bupropion hoặc là dùng nicotine thay thế mà người bệnh uống hít thuốc lá vô đó thì nó vẫn có những cái cảm giác hưng phấn và kích thích. Đó là cái sự khác biệt của cái varenicline. Và các anh chị đã thấy rằng là varenicline nó mang lại cái giá trị rất là lớn. Nếu như nó khuyến cáo rằng là trong tuần đầu tiên cho phép người bệnh vừa uống thuốc vừa hút thuốc lá, nhưng mà đến khi mà người ta không còn cảm thấy dễ chịu, không còn cảm thấy hưng phấn kích thích nữa, hút như hút rơm hút rạ thì hãy bỏ đi. Đó, người ta cho phép như vậy, tức là hãng nó khuyến cáo như vậy luôn. Thì thời gian điều trị của nó, cái hiệu quả của nó như thế nào? Ở đây chúng ta thấy rằng là hiệu quả nó tăng lên rất cao so với hai cái thuốc trước ha. Nó tăng lên đến 2,27 lần so với giả dược. Thì trong một nghiên cứu khác thì nó tăng lên 2,24 lần thôi. Và so với lại nicotine thay thế nó cũng cao hơn nữa, nó có hiệu quả hơn cả nicotine thay thế. Thì khi mà trong 6 tháng có những nghiên cứu cho thấy rằng là trong 6 tháng nó hiệu quả hơn cả bupropion và nicotine thay thế luôn. Về ảnh hưởng như thế nào? Ảnh hưởng đến tâm thần kinh thì năm 2016 họ FDA cũng rút cái khuyến cáo về vấn đề về bệnh ảnh hưởng đến bệnh tâm thần kinh của cái thuốc này. Họ không còn khuyến cáo là ghi trên hộp thuốc nữa. Đó là cái đầu tiên. Thứ hai là cái ảnh hưởng về tim mạch thì năm 2018 họ thấy rằng là các cái nghiên cứu đủ để chứng minh rằng là nó không hiệu quả nữa. Nó không ảnh hưởng đến tim mạch hết. Đó,
và cái nguy cơ là nó ít và cái lợi ích nó rất nhiều khi mà người ta sử dụng cái này để cai thuốc lá. Cuối cùng là có một cái vấn đề về vận hành lái xe máy móc, lái xe với vận hành máy móc. Thì người ta thấy rằng lúc đầu trong các cái nghiên cứu đầu tiên thì người ta thấy rằng là nó có làm ảnh hưởng, tức là khi mà người ta uống cái viên thuốc này vô, nếu như lái xe hoặc là đi lại hoặc là làm việc nó có thể nó loạng choạng, làm cho người ta rất là dễ bị tai nạn. Có một số trường hợp nó ghi nhận chuyện đó, nhưng mà sau đó có những nghiên cứu như ở Thụy Điển thì họ lại thấy rằng là nó không ảnh hưởng đến chuyện đó cả. Thời gian điều trị của nó thì 3 tháng, 12 tuần, nhưng mà nó cũng tăng liều, nó cho phép tăng liều từ mấy ngày đầu. Tức là từ ngày 1 đến ngày 3 nó tăng liều, xong đến ngày 4, ngày 1, ngày 3 là uống 0,5. Nhưng từ ngày 4 đến ngày 7 bắt đầu là 1mg nguyên ngày, sáng nửa và sáng 0,5 và chiều 0,5. Và từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 12 thì uống đầy đủ liều luôn là sáng 1mg và chiều 1mg. Thì chúng ta có thể phối hợp hoặc là đơn trị liệu những cái thuốc này. Thì các anh chị có thể thấy đây, có thể đơn trị liệu ở những cái thuốc này luôn. Với tình trạng bệnh nhân nghiện không nặng, chúng ta sẽ cần sử dụng đơn trị liệu thôi. Nhưng một số trường hợp họ mà có những cái vấn đề nặng, họ bỏ rất nhiều lần, họ đang có bệnh đồng mắc cần phải bỏ gấp đi, thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng phối hợp trị liệu, gồm có cả chúng ta có thể phối hợp nicotine dán với nhai, có thể phối hợp nicotine thay thế với varenicline, nicotine với lại bupropion, varenicline với lại là bupropion. Chúng ta có thể phối hợp những thuốc này với nhau để tăng cái hiệu quả cho cái người bệnh. Các thuốc khác thì chúng ta thấy ở đây gồm có cái noctipidine. Cái thuốc này là một cái thuốc chống trầm cảm 3 vòng, hồi xưa được sử dụng trong cai nghiện thuốc lá. Nó thấy rằng đây là một cái loại chọn lựa thứ hai thôi. Nó có hiệu quả trong trường hợp nếu như không sử dụng được 3 cái thuốc trên, hoặc là nó có thể phối hợp với 3 thuốc trên để tăng cái hiệu quả điều trị cho người bệnh luôn. Thì đó là một trong những khuyến cáo của nó. Và người ta có những nghiên cứu cho thấy rằng là nó hiệu quả hơn 2,03 lần so với giải dược. Hiệu quả nó cũng khá cao. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái thuốc này về thị trường Việt Nam chúng ta không có thấy. Có một thuốc khác, ví dụ như Cytisin. Cái thuốc này nó có nguồn gốc thảo dược, nhưng mà về nó lại là một cái dẫn xuất của cái varenicline. Nó giống với varenicline luôn, mà nhưng mà nó lại rất là giá, rất là rẻ. So với varenicline thì nó rẻ hơn nhiều, và nó chỉ có sử dụng ở một số nước Đông Âu thôi. Tại vì nó giống như thảo dược, cho nên người ta không có đưa ra cái trên thị trường nhiều, mà chỉ có một số nước ở Đông Âu người ta sử dụng cái này. Thì nó cho thấy rằng gì, hiệu quả hơn cái nicotine thay thế ở tại thời điểm 1 tháng và 6 tháng, làm giúp cho người ta bỏ được thuốc lá sớm hơn và tốt hơn. Các cái thuốc khác mà chúng ta thấy trên thị trường nữa, ví dụ clonidine, người ta cũng đã có thấy được những cái nghiên cứu cho thấy rằng là nó có hiệu quả hơn giải dược, nhưng mà nó không có rõ ràng hoàn toàn. Đó. Còn thuốc SSRI thì chưa thấy, cho thấy là chưa hiệu quả, nhưng mà vẫn có những nghiên cứu họ sử dụng cái này để họ làm cho bệnh nhân cai nghiện thuốc lá. Nicotine vaccine, thì nicotine vaccine này đó, người ta nghĩ ra là gì? Cái cách người ta làm cũng giống như vaccine khác thôi, chích vào người nó sẽ tạo ra một cái kháng thể. Cái kháng thể đó khi mà nếu như người ta hút thuốc lá vô đó, thì cái kháng thể đó nó sẽ gắn vào cái nicotine và nó làm cho cái thủ thể, cái nicotine trong thuốc lá nó không thể nào qua được cái hàng rào mà mau não á, nó không thể nào tác động đến hệ thần kinh trung ương được. Đó là cái cách người ta làm. Nhưng mà khi người ta tiến hành ở trên một số công ty họ làm á, thì cuối cùng rằng á là cái hiệu quả nó không có cao như người ta dự định, và nó cái thời gian mà duy trì cái kháng thể nó không có dài để nó giúp cho nó có hiệu quả lâu dài được. Nên người ta vẫn tiếp tục người ta nghiên cứu và để coi thử là có cái vaccine nào nó có thể làm được chuyện đó hay không. Thuốc lá điện tử là không khuyến cáo. Tại vì hiện tại bây giờ như các anh chị biết được rằng thuốc lá điện tử nó có một điều đặc biệt là nó thay đổi cái nồng độ nicotine từ từ theo thời gian, là cái đầu tiên. Cái thứ hai, một cái nguy hiểm hơn của thuốc lá điện tử là hiện tại bây giờ thuốc lá điện tử không còn chỉ đơn thuần là thảo dược, cả cái tinh dầu nữa. Không còn nicotine đơn thuần nữa mà nó sẽ bổ sung rất nhiều thứ chất ở trong đó. Nó gồm có các cái thuốc, các cái chất an thần, tức là nó vừa có cả cái thuốc nhưng mà vừa có cái nicotine, nhưng mà đồng thời nó có cả an thần, trong đó có cả các chất gây nghiện khác ở trong đó nữa, và có những trường hợp là phải sử dụng đến thuốc cai nghiện thuốc lá hỗ trợ về tâm thần kinh ở trong này. Các cái thuốc khác thì có một số thuốc, ví dụ L-cysteine, thì L-cysteine hiện tại trên thị trường chúng ta vẫn thấy nó là một cái viên ngậm lozenge của acetium. Thì cái thuốc này nó có một cái tác dụng là nó gắn vào cái acetaldehyde ở trong cái khói thuốc lá. Ở trong một số trường hợp mà các anh chị bên chỗ tiêu hóa sẽ biết được cái sản phẩm này, nó sử dụng để gắn để cai rượu đó, giảm cái nguy cơ về rượu. Thì nó gắn với acetaldehyde này thì nó giúp làm giảm bớt cái tình trạng kích thích hưng phấn, tại vì acetaldehyde với lại là nicotine nó đi chung với nhau, thì nó làm cho người ta hưng phấn kích thích và nó làm gây nghiện. Thì cái thuốc này nó có một cái tác dụng như vậy. Nhưng mà cái nghiên cứu của nó chỉ có mới hai cái nghiên cứu thôi, nhưng mà hiệu quả nó chưa có được chứng minh đầy đủ, tại vì cái số lượng mẫu ở trong đó nó không có lớn. Các cái thảo dược thì các anh chị vẫn thường thấy quảng cáo trên TV rất nhiều.
súc miệng, rồi các cái thảo dược mà trong mấy một tuần có thể cai nghiện thuốc lá, thì những cái đó nó không có bằng chứng. Và chúng tôi thì vẫn không khuyến cáo bệnh nhân sử dụng những cái đó, tại vì nó không có bằng chứng khoa học để giải quyết được cái vấn đề nghiện thuốc lá. Y học cổ truyền thì cần thêm những nghiên cứu, có những cách như thôi miên, châm cứu, thủy châm, họ vẫn có thể làm được cái chuyện này. Nhưng mà hiện tại thì chưa có nhiều người tham gia vào trong cái công tác để cai nghiện thuốc lá khi mà sử dụng y học cổ truyền. Như vậy thì qua cái bài hôm nay, em chỉ muốn gửi đến một số thông điệp sau đây đến quý anh chị, thầy cô và các bạn. Thứ nhất, thuốc cai nghiện thuốc lá là thành phần hỗ trợ trong cai nghiện thuốc lá mà thôi. Nó không giải quyết được tất cả vấn đề cho cái người bệnh hút thuốc lá, nhưng mà nó sẽ hỗ trợ cho họ được. Và chúng ta nhớ rằng là ba cái thành tố quan trọng của cai nghiện thuốc lá là gì? Thứ nhất là kiến thức, thứ hai là quyết tâm, và cái thứ ba là sự hỗ trợ. Và ba cái thuốc mà chúng ta thấy được rằng nó có hiệu quả trong cai nghiện thuốc lá đó là nicotine thay thế, varenicline và bupropion. Các cái thuốc các hiệu quả nó còn hạn chế, ví dụ như noctitiline, cytisine. Các cái thuốc mà cần nghiên cứu thêm thì chúng ta thấy đây, clonidine, SSRI, vaccine nicotine, L-cytidine và thảo dược. Thuốc lá điện tử không khuyến cáo trong cai nghiện thuốc lá. Và nên nhớ rằng thuốc lá điện tử là một mối nguy hại cho thế hệ trẻ hiện tại và tương lai. Nên các anh chị nào đang làm trong cái công tác về cai nghiện thuốc lá hoặc là làm trong công tác điều trị bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ, thì cần phải ngăn chặn cái chuyện hút thuốc lá này càng sớm càng tốt. Nếu không, đến lúc mà từ thuốc lá điện tử họ chuyển qua thuốc lá điếu thì lúc đó sẽ rất là vất vả. Và điều đó là một điều không mong muốn. Thì đây là một số cái tài liệu tham khảo. Và em xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý thầy cô, các anh chị và các bạn.